Sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức cuộc họp với các sở ban ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố để bàn các giải pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh, chủ trì cuộc họp. Trước thực tế diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 hiện nay, đồng bộ một loạt các giải pháp sẽ đưa các ngành địa phương tập trung quan tâm và quyết tâm thực hiện trong thời gian tới trong đó tăng cường công tác chỉ đạo kiểm tra các hoạt động phòng chống dịch từ tuyển tỉnh đến cơ sở phát huy cao vai trò của hệ thống chính trị cơ sở đặc biệt là tổ covid cộng đồng trong giám sát theo dõi y tế tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc khai báo y tế đối với tất cả các công dân từ địa phương có dịch đến hoặc trở về quản trị chủ trong giám sát cách ly tại nhà đối với những trường hợp trở về từ vùng có nguy cơ cao cách ly tại nhà sau cách ly tập trung Vấn đề quan tâm là tích cực triển khai thực hiện tiêm chủng đạt tỷ lệ bao phủ 100% cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên và thực hiện kế huyệt tiêm chủng cho nhóm đối tượng từ 12 đến 17 tuổi. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Nam yêu cầu công tác tiêm chủng cần được triển khai nghiêm túc theo kế hoạch, lưu ý đến công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho người từ 12 đến 17 tuổi cần phải đảm bảo an toàn tuyệt đối, giúp phụ huynh, học sinh chuẩn bị tốt tâm lý và đảm bảo việc tiêm vaccine phải được tổ chức tại trung tâm y tế tuyển huyền vận đầu trước ngày 15 tháng 12 năm 2021 có 100% người từ 12 đến 17 tuổi hoàn thành mũi một vaccine phòng Covid-19. Ngành y tế đã tăng cường công tác xét nghiệm giám sát trên địa bàn tỉnh, đặc biệt tại các khu vực nguy cơ cao và đối tượng tiếp xúc gần với các chùm ca bệnh trên địa bàn đặc biệt để chuẩn bị cho chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam Lào diễn ra tại thị trấn La Bảo, huyện Hưởng Hóa được an toàn trong công tác phòng chống dịch đề nghị các sở ngành đơn vị địa phương liên quan phải tăng cường phòng chống dịch bệnh góp phần tổ chức thành công sự kiện này phải đảm bảo 100% người dân sống trong khu vực tổ chức sự kiện tiêm đủ hai mũi vaccine phòng COVID-19, tăng cường kiểm soát người, phương tiện ra vào thị trấn.